Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả đây mày. Ở video này thì Khả sẽ soi cho anh em xem xếp đồ của cao thủ nhất hoàng nhất thế. Trong buổi tối hôm nay thì được top 8 tống kim nha anh em. Một ạc gió đang nha mọi người. Anh em thằng em này cũng trong băng Khả luôn. Cho anh em xem này. Đây thì tính ạc này thì đang sở hữu mình cũng là một set tím và ạc này là chuyên gió đang anh em. Ạc gió đang nha anh em. Ạc gió đang nha anh em. Ạc gió đang. Hiện tại đang hạng 38 và hôm nay được top 8 tống kim. Đó, full set tím anh em. Băng Khả cũng có khá nhiều anh em lên set tím khá đẹp. Một nón 2040. Đó, quá chất. Ok chưa? Sinh lực, nội lực, mắt pin và một cái chi 1340 và sinh lực 106. Đang sở hữu một giá truyền kháng tất cả 16. Đó, đồ quá đẹp luôn nè. Và tiếp tục một cái áo kim 40, 25 sinh lực, lực truyền hóa 10. Áo tím luôn. Và một bao tây 2440 sinh lực, nội lực. Đồ tím anh em, 24 phòng thủ và 40 lực chậm. Một đai lưng 2540 sinh lực, nội lực, không banh. Nói chung là set đồ này chuẩn BK theo kiểu vũ khí năm hành chuẩn rồi nè. Vũ khí thủy rồi. Và một đôi dây tóc 40 kháng lôi 30, sinh lực lực chuyển hóa 10. Thì hiện tại nhìn vào set đồ này thì đang có cho mình là khoảng 20 chuyển hóa từ áo với lại đôi dây. Nhẫn thì đang kháng lôi 29, sinh lực khá đẹp. Một con nhẫn chuyển hóa 10, kháng banh 15. Trời ơi, nhẫn này cũng khá đẹp nha. 30 chuyển hóa sát thương. Kèm với ngọc bội làm chậm 40. Thì tính sơ qua thì ạc này đang có cho mình đó là 80 làm chậm từ ngọc bội này. Bao tây này anh em. Đó, 80 làm chậm. Nếu kèm ngay mây thì được 101. Và lượng làm chón được 80. Đó, 80 từ nón và vũ khí. Đó thì nếu kèm ngay mây thì đặt nói chung ở ngoài thì đặt móc 80 anh em. Ở ngoài đặt móc 80 này. 80 chón, 80 chậm này. Kèm ngay mây thì được lên 101 anh em. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Nói chung là hiệu ứng được 101 chậm và 101 chón nếu khi kèm ngay mây. Và cho chi là mắt pin luôn, 16. Quá đẹp anh em. Ok, tới Khả cho xem đồ anh em. Nói chung thì set đồ này đỡ Khả nhìn sơ qua thì cái nón này nếu mà đỡ ép hoặc là mua thì Khả nghĩ từ 5 đến 10 kim, khoảng cao lắm là khoảng 6 kim. Và đai lưng này cũng vậy nè, đai lưng này cao lắm cũng tầm 5 đến 6 kim. Hai món này cho 10 kim đi. Và cái áo này cũng vậy nè, áo này cũng tương đương cũng tầm 5 kim, 15 kim. Và bao tay này mắc này, bao tay này phải ít nhất phải 2 triệu. Và ba món này là 1 triệu nữa là 4 triệu. Và đôi giày này khoảng tầm 5 đến 7 kim. Khoảng 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi và gia chiên này khoảng hơn 2 triệu. Giá trị này khoảng hơn 2 triệu anh em. Hơn 2 triệu Việt Nam đồng không ít đâu anh em. Mà set đồ này nếu mà tổng luôn cây vũ khí này gần 700k. 700k nữa thì nói chung là 2 triệu, 7 triệu, 7 triệu rưỡi, 8 triệu. Set đồ này gần nói chung tương đương nếu mà tính con ngựa nó tương đương gần hơn một chút hơn 9 triệu một chút anh em. Set đồ này full set tím này tương đương hơn 9 triệu một chút. Mắc nhất đó là bao tay. Đó, phòng thủ làm chậm và cái giá trị kháng cả 16 anh em. Đó. Còn lại mấy món này thì anh thằng em nó mua chắc khoảng tầm 5 đến 7 kim, 5 đến 7 kim. Đó. Và cái vũ khí cũng vậy. Nói chung là tổng set đồ này trên dưới gần 10 triệu nè. Trên dưới gần 10 triệu. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho Nhất Kho Nhất Thế cũng như video Khả một like chia sẻ cho anh em ơi. Hôm nay thì ạc này được top 8 tống kim nên là Khả soi anh em xem nha. Anh em thích soi cao thủ nào cứ comment Khả soi nha anh em.